Chào các bạn, hôm nay mời các bạn nhảy một bài nha. Xin mời Michael Bublé, Say the Last Dance for me. Nếu các bạn muốn làm một cái style giống như vậy thì các bạn sẽ mất bao nhiêu lâu? Bạn nghe lần lần nữa nhá. Các bạn mất bao nhiêu lâu các bạn? Đây, quẹt guitar nha. Nào. À, chưa thấy, ta thấy đó. Mất bao nhiêu lâu các bạn? Bây giờ nếu mà giả sử tôi nói các bạn là tôi chỉ làm cái style này trong vòng 5 giây, các bạn nghĩ sao? Không tin đúng không các bạn? Bây giờ nha, chúng ta nhấn sang style play nhá. Nhấn record để làm current style. Rồi các bạn nhấn Style Creator Board. Ok. Chọn Michael Bublé, Say the Last Dance for me. Select. Các bạn đếm đi. Đủ 5 giây không các bạn? Tích tắc đúng không? Rồi. Bây giờ select your user mời. Số 1 ha. Rồi. Ok. Yes. Say the Last Dance for me. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thử nha. Nhấn intro mode, Sun Costa và răng vào rìa xương bố lo chẳng hạn. Rồi anh đinh chẳng hạn. Tâm 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 đó. Michael Bublé, Say the Last Dance for me. Chỉ trong vòng rất là nhanh là các bạn đã có một style thay vì phải ngồi gõ liên tục. Đó là chức năng gì các bạn? Để tôi nói lần nữa nha. Nhấn vô record chức năng Style Creator Board. Đó. Các bạn làm sao? Nhấn record style, chọn cho Style Creator Board. Ok. Rồi chọn bài MIDI. Bài sorry xin để scroll cho hai. Rồi, vô số 2. Đó, rồi, intro. Trong vòng tích tắc thôi các bạn làm xong một cái style rất là nhanh đúng không? Đó các bạn, MIDI, các bạn kho tàng MIDI trên internet thì bây giờ nhiều lắm các bạn. Các bạn chỉ thích bài nào các bạn đưa vô, rồi các bạn
sửa trong tích tắc thì nó là xong ngay. Nhưng mà thật ra mà nói thì nó cũng chưa hẳn là xong, bởi vì các bạn thấy tất cả những sao trong này nó đều chọn là sao Gerund Midi hết. Đó, thì chống tất cả mọi thứ nó đều Gerund Midi, bởi cái file Midi là nó chuẩn lại như vậy. Nếu các bạn muốn hay, các bạn phải chọn cái sao lại và các bạn lưu lại, thì tôi đảm bảo cái style của bạn sẽ nghe cực kỳ tuyệt vời. Chúc các bạn có hàng ngàn style. Xin chào các bạn.